Chị xin phép được giới thiệu, chị là Hiếu. Chị là sinh viên năm 19 khoa kinh tế trường ngành kế toán. Khi còn ở là ở Thăng Long, còn ở Visa hiện nay thì chị đang là phó giám đốc trung tâm Cloud. Và để có được như thế này thì chị phải trải qua một cái hành trình rất dài để mới có được như ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là 8 năm, mà đó chính là tất cả quãng thời gian, sự khó khăn rồi tích lũy, sự may mắn rồi sự tu luyện rất nhiều. Chị phải cảm ơn các em, kể cả các em có mặt tại đây. Nó không đơn thuần chỉ là một các em lớn lên, các em có 19 năm các em học tập, mà nó trải qua rất nhiều đêm, các em phải thức, các em phải tu luyện, đúng không ạ? Có ai từng nhớ rằng mình đã tham gia bao nhiêu buổi học trên lớp không? Có nhớ không? Chắc không thể nhớ nổi đúng không ạ? Nhưng hãy nhớ rằng là hành trình vạn dặm sẽ lúc nào sẽ bắt đầu từ những cái bước chân đầu tiên. Nếu có những bước chân đầu tiên thì mới sẽ có những cái thành công tốt đẹp. Thì chị cũng muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, nếu như các bạn muốn có một cái kết quả tốt đẹp, đầu tiên các bạn phải đặt ra một cái mục tiêu cho mình. Tiêu và phải theo đuổi mục tiêu đến cùng. Giống như hiện tại bây giờ các em có mục tiêu gì ạ? Mục tiêu là bây giờ là em đạt vừa làm xong là em vào được Thăng Long rồi đúng không ạ? Bao nhiêu bạn có một mục tiêu 3 năm sau em sẽ ra trường? Giơ tay cho chị đúng không ạ? Tự tin lên ạ. Bao nhiêu bạn? Chúng ta biết là Thăng Long học theo hình thức tín chỉ đúng không? 3 năm 1 kỳ, 3 năm 2 kỳ hoặc 4 năm, hoặc thậm chí có thể là 10 năm nếu các em muốn, đúng không ạ? Các em hãy nhớ nhá, thời gian nó sẽ trả giá rất nhiều, nó rất có giá trị. Nếu như các em ra trường sớm, các em có một công việc làm thật tốt thì các em sẽ kiếm lại được thu nhập bằng gấp 10 hoặc 20 lần trong quãng thời gian mà các em đang trả chi phí tại trường. Thì việc đầu tiên khi các em mà mong muốn đạt một cái điều gì đó thì các em phải có một cái set up một cái mục tiêu cho chị, được chưa ạ? Mục tiêu đó phải hết sức cụ thể và phải vạch ra tất cả những cái bước nào mà chúng ta cần phải đạt được nó. Ví dụ chị ơi, em mong muốn là sau 3 năm em sẽ ra trường đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Học đúng không ạ? 2 kỳ đầu tiên chúng ta phải có một cái kết quả rất tốt đúng không ạ? Để bắt đầu từ kỳ thứ ba, các em sẽ bắt đầu đăng ký học đúng không? Các em sẽ có thể tự được đăng ký học và nó sẽ dựa trên điểm bạn nào càng cao thì các em sẽ được đăng ký sớm. Và khi các em được đăng ký sớm thì các em sẽ được lựa chọn tất cả những cái lớp nào tốt nhất, thầy cô nào tốt nhất, giờ tốt nhất để các em có thể học. Vậy thì hãy ngay từ bây giờ, năm đầu tiên chị chưa cần gì nhiều, chị chỉ cần mong muốn các em hãy vẽ ra cho chị các em muốn đạt được mục tiêu là 30 năm các em ra trường, được chưa ạ? Xong sau đó thì chúng ta cần phải đạt được những gì, học tốt những cái môn gì, và chúng ta cần phải vạch ra. Và trong cái quãng thời gian đấy thì chúng ta cần phải bổ trợ tất cả những cái kỹ năng gì để chúng ta đạt được mục tiêu ạ? Dạ vâng ạ. Vậy thì giống như thầy Tiến vừa có nói á, ở bên ngoài kia có rất nhiều các câu lạc bộ đang đợi chúng ta để chúng ta đăng ký đúng không ạ? Vậy thì chị có một lời khuyên dành cho các em. Ít nhất ở đây một bạn hãy đăng ký một câu lạc bộ với chị. Có đồng ý không ạ? Tại vì nhá, câu lạc bộ ấy không phải là mất nhiều thời gian của các em đâu, mà giúp chúng ta được giải tỏa tâm lý, giải tỏa stress, rồi là qua đó chúng ta sẽ được giao lưu với rất nhiều anh chị khác. Chúng ta có thích không ạ? Ở đây bao nhiêu bạn hiện tại chưa có người yêu nhỉ? Giơ tay cho chị xem nào. Ồ, đông thế này à? Bao nhiêu bạn thông qua mong muốn rằng qua câu lạc bộ mình sẽ tìm được một nửa của mình? Giơ tay cho chị nào. Ôi ít ạ. Ở hiện tại ở Visa có rất nhiều đôi, có rất 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 nhiều đôi đã yêu nhau từ thời sinh viên và thông qua các câu lạc bộ. Và chị còn thấy ngày trước ấy, khi mà trường Thăng Long tổ chức hội trường, đợt chị tổ chức hội trường là chị tổ chức ở công viên nước Hồ Tây, dành trọn 2 ngày ở đó. Và ôi, mình có một cái ước ao thèm muốn thực sự, nếu cho chị quay được trở lại, chị sẽ yêu một sinh viên thật. Một sinh viên chị rất là ngoan, đi học xong về nhà và chị không đi đâu hết, và trong thời sinh viên cũng không biết yêu là gì.
Phải chia sẻ luôn như thế. Khi đến một trường, thấy các đôi tay trong tay như này, mình rất là thèm muốn. Cũng có một ai đó đi bên cạnh mình cũng đi như thế, nhưng rất tiếc là không có. Và khi thông qua câu lạc bộ để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và chúng ta sẽ có cái sự kết nối với nhau. Thông qua đó thì chúng ta sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm. Như ở đây chị hôm vừa rồi chị có cơ hội khi mà chia sẻ các bạn sinh viên năm ba năm tư xong ấy, chị có cơ hội được đi thăm trường, được lên những cái khu thực tế, ví dụ như là những ngân hàng ảo này, hay là những cái nơi mà thực tập thị trường chứng khoán, rồi là dành cho một số bạn làm về du lịch và khách sạn lễ tân, các bạn cũng có phòng để dọn phòng ấy. Ôi chị thấy rất là thích được có cái sự trải nghiệm thực tế như thế, nhưng trước bọn chị thì không có. Thông qua đấy các em, nếu mà các em được làm như thế thì các em sẽ có cái sự trải nghiệm thực tế bên ngoài rất là nhiều. Như chị có nói, hiện tại bây giờ khi mà chị 30 tuổi, chị đang 30 tuổi mà chị đang phải đi học lại tất cả cái gì mà chị khát khao từ hồi trẻ, chị không hề đi học. Chị rất thích piano, nhưng mà suốt quá trình là sinh viên, cũng tại thời điểm này chị cũng không có đi học. Nhưng mãi đến năm ngoái bắt đầu chị mạnh dạn để chị theo đuổi cái ước mơ của chị. Tại sao chúng ta không mạnh dạn có thể là đăng ký ngay một câu lạc bộ để chúng ta phát huy được tất cả cái năng lực của mình. Thông qua đó các em mới biết rằng là cái giới hạn của bản thân mình đến đâu và năng lực của bản thân mình đến đâu. Tại vì chỉ có thông qua câu lạc bộ để giúp các em có thể hình thành tư duy một cách thứ nhất, mình là một người năng động nhất. Bao nhiêu bạn ở đây mong muốn là mình ra trường mình cũng rất là năng động, mình có sự linh hoạt, giơ tay cho chị xem nào. Ai cũng mong muốn điều đấy đúng không ạ? Mày ra giơ tay nhá. Các em có đồng ý với chị sau khi kết thúc buổi này các em sẽ ra ngoài kia để đăng ký các câu lạc bộ không? Chị rất thích, nếu như mà ban giám hiệu nhà trường đồng ý cho chị được học lại tại trường, chị chắc chắn là chị sẽ đăng ký hết. Chắc chắn điều đấy sẽ xảy ra. Tại vì chúng ta đâu phải mất có quá nhiều tiền để chúng ta phải tham gia đâu. Bây giờ chị phải đi học bên ngoài đấy. Và chị còn không có cơ hội được trải nghiệm, không có cơ hội được kết nối cơ. Tại vì chị học khoa kế toán, lớp của chị có đúng 3 chàng trai. 3 chàng trai này thì chỉ học cùng với nhau 2 kỳ đầu tiên. Kỳ thứ 3, mỗi chàng một nơi. Và chị không học cùng ai đấy cả. Cho nên đó là lý do vì sao mà trong quãng thời gian sinh viên cũng không có người yêu. Cũng có lý do của nó đúng không ạ? Vậy thì chỉ có thông qua câu lạc bộ giúp các em có cơ hội được gắn kết với mọi người, được phát triển tất cả kỹ năng, đúng không ạ? Rồi là nó cũng sẽ là một cái hành trang rất tốt để sau này khi các em đi xin việc, các em cũng tự tin nói rằng là trong trường em có tham gia các câu lạc bộ này, các câu lạc bộ này giúp được gì cho em. Hãy nhớ nhé, đó là một cái kỹ năng rất quan trọng đấy ạ. Vậy thì để mà trong cái quá trình mà các em để hoàn thành mục tiêu của các em, rồi trong quá trình là sinh viên thì chúng ta cần phải tích lũy những cái gì ạ? Các bạn thử cho chị xem em cần phải tích lũy những cái gì? Kiến thức, kỹ năng. Kỹ năng gì có thể nói cho chị thêm được không? Một số kỹ năng mềm và học tốt giao tiếp trong tiếng Anh. Và một số cái suy nghĩ nhanh nhẹn để có thể hoạt động tích cực hơn. Em có thể thông qua bằng cái hình thức nào? Em có thể là tham gia một số QLB hoặc là những người bạn của mình để phát huy những kỹ năng đấy. Ok ạ. Còn ai mình gì khác nữa không? Để các bạn chào tay đúng không ạ? Ok ạ. Em nói rất tốt. Như chị cũng nói trước đúng không ạ? Chúng ta không chỉ học kiến thức, chúng ta phải học kỹ năng. Học kỹ năng ở đây ạ, chúng ta sẽ phải thông qua từ một là chị mong muốn các em đều có sự trải nghiệm thực tế sau mỗi một ngày. Ví dụ, ngày hôm nay khi các em có cỡ mặt ở đây thì các em chiều về hoặc tối về các em có thể rút ra cho chị xem ngày hôm nay mình học được cái gì. Và ngày mai cái này có thể giúp được gì cho mình. Được chưa ạ? Mình sẽ tích lũy sau mỗi một ngày, mình sẽ nhận ra được những cái bài học quý giá rằng vậy thì ngày hôm nay mình đã làm tốt điều gì rồi, và ngày mai thì mình sẽ làm được điều gì tốt hơn. Hoặc ngày hôm nay nếu mình chưa làm được tốt điều gì thì mình có thể ngày mai mình sẽ làm tốt hơn. Chúng ta hãy hình thành một cách thức, đó là các em ghi nhật ký mỗi ngày đấy chị. Được chưa? Nốt lại những cái điểm nào, 5 điểm các em làm tốt nhất trong ngày và 5 điểm các em làm chưa tốt. Để từ ngày hôm sau thì lúc đấy sau một tuần chúng ta sẽ có một dãy tất cả những cái việc các em làm rất tốt. Từ đó thì chúng ta sẽ hình thành được một cái thói quen tư duy tích cực. Được chưa? Đó là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai là các em cần
phải có một cái kỹ năng, là các em phải có cái sự trau dồi kiến thức từ đọc sách, từ xem những loại video tích cực. Hai, các em học hỏi của chính những người bạn bên cạnh em. 500 bạn ở đây có ai giống ai không ạ? Không ai giống ai đúng không ạ? Mỗi một bạn sẽ đều là những cái điểm mới mà mình đáng để học tập. Vậy thì hãy ngày hôm nay mình thử học cách quan sát xem ai trong hội trường này khiến mình cảm thấy ấn tượng. Từ nãy giờ vào đây có để ý cái điều đó không? Có bạn nào đã từng ấn tượng với ai ở trong ngày hôm nay chưa? Giơ tay cho chị xem được không? Ồ, em rất tự tin đấy. Dành cho em một tràng vào đây. Các em hãy cố gắng để ý xem ngày hôm nay khi mình có cơ hội được gặp 500 bạn tại đây thì bạn nào đã gây ấn tượng cho mình. Lý do vì sao các em ấn tượng với bạn đó thì từ đó ít nhất các em sẽ học được một vài điều rất đặc biệt. Được chưa ạ? Khi mình học để ý quan sát thì mọi thứ xung quanh mình nó trở nên hết sức kỳ diệu. Các em có thể đoán được cái tính cách bạn ấy đang nghĩ gì. Được chưa ạ? Chị thường chia sẻ với một số bạn rằng là tại vì chị ở khách sạn được 8 năm rồi nên chị cũng phỏng vấn rất là nhiều. Có những bạn vừa bước vào khoảng chưa đầy 1 phút thôi, chị cũng đã có thể biết rằng chị có nhận bạn ấy hay không. Vì sao chị biết được cái này ạ? Vì sao? Vì chị đã học cách quan sát rất nhiều. Chị để ý rằng từ cái cách bước đi của bạn ấy như thế nào, thái độ khuôn mặt của bạn ấy ra sao, và chị nhìn phát biết rằng chị có thể nhận bạn ấy hay không. Và y như rằng sau khi chị phỏng vấn xong, biết ngay chị sẽ có nhận hay không. Chị hình thành các thói quen quan sát để hình ra cho mình được một cái tính cách rất là tốt, là biết cách quan sát và để ý tâm lý tình cảm của mọi người xung quanh. Khi chị làm quản lý thì có những cái thời điểm khi mà làm kinh doanh, các em biết rằng là áp lực doanh số ấy, nó rất là mang đến cho người ta cảm giác rất là chỉ trẻ. Nhưng có những thời điểm làm kinh doanh, làm quản lý không phải chỉ là quản lý trên con số, mà các em còn phải để ý tâm lý tình cảm của các bạn ấy nữa. Có những cái thời điểm một ngày chị đến văn phòng, chị không cần nhìn các bạn nhân viên của chị bước vào, không cần nhìn nhé, chị chỉ cần nghe từ tiếng chân thôi. Bước vào chị biết rằng các bạn ấy có đang vui hay không. Vì sao chị nhìn thành được cái thói quen đấy? Đơn giản, chị học cách quan sát, chị để ý, chị để ý, và từ đấy thì các em sẽ nhìn biết được. Hoặc có những bạn ngày hôm nay, nếu về sau mình học cùng một lớp, nếu mình để ý bạn nào đó, mình sẽ thấy rằng bạn đấy thích bạn nào. Có đúng không? Có đúng không ạ? Chắc chắn là có đúng không ạ? Khi mình để ý bạn đấy, mình sẽ khám phá rất là nhiều điều hay ho đúng không ạ? Còn ngoài ra nữa thì chúng ta phải làm gì ạ? Các bạn cần phải trang bị cho mình các kiến thức không chỉ ở trong trường, ngoài xã hội, mà các bạn phải học ngay của những thầy cô. Hãy chọn cho mình một người thầy, thấy chưa? Các bạn phải chọn cho mình một cái người thầy, một lời khuyên thông thái từ những người thầy đó. Đầu tiên, nếu ở trong trường, các bạn hãy chọn cho mình một người thầy mà mình muốn theo, thấy chưa? Cái thứ hai là hãy chơi với những bạn nào có tư duy tích cực để cho mình các bạn có cái tinh thần tiến lên. Tiếp theo nữa là các em phải kết nối với thầy cô, chính là thông qua câu lạc bộ đấy các em. Được chưa ạ? Thì chỉ ở những nơi đấy thì mới có chứa rất là nhiều những con người có năng lượng tốt. Rồi là hãy chơi với những bạn nào học giỏi nhất lớp, những bạn nào mà mình nhìn thấy mình đã thích rồi, mình phải chơi. Tiếp theo nữa là ở đây không chỉ học ở trong trường, học ở các câu lạc bộ, mà các em cần phải có sự kết nối ra bên ngoài để trang bị các kiến thức cho mình. Học từ đọc sách, từ xem các video hay để ý các câu chuyện, rồi là tham gia các khóa học khác nữa. Được chưa ạ? Rồi ạ. Vậy thì chúng ta sẽ không thể làm gì nữa ạ. Chị ở đây bao nhiêu bạn mong muốn mình có một cái công thức để làm việc một ngày hiệu quả? Bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bạn mong muốn có sắp xếp thời gian? Đúng không? Ok ạ. Giờ chị sẽ chia sẻ với các em về cái công thức quản lý thời gian đó. Ở đây thì cái công thức quản lý thời gian nó rất là đơn giản. Chúng ta cũng biết rằng là đầu tiên để mà đạt được cái kế hoạch của mình, chúng ta phải lên được kế hoạch cụ thể đúng không ạ? Xong sau đó chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải đưa ra được những cái mục tiêu cụ thể chúng ta làm được nó như thế nào. Rồi chúng ta phải đánh giá
được mục tiêu đó. Thì ở đây cái công thức này là công thức của người ISA, thì chị cũng chia sẻ với các em có thể vận dụng vào trong công thức của mình. Tại vì người thành công là người mà biết quản lý thời gian hiệu quả nhất. Thì ở đây công thức sẽ đưa ra là một ngày, có thể là chiều tối ngày hôm trước, các em hãy viết ra cho chị 10 việc các em cần làm nhất trong ngày hôm sau. Được chưa? Lấy những cái việc quan trọng thôi. Tiếp theo, các em hãy chọn ra cho chị 5 việc mà các em cảm thấy là cần làm nhất. Ví dụ, buổi sáng ngày mai mình cần phải đến lớp lúc trước 7:15. Hoặc đúng không ạ? Mình tham gia cái bộ môn học gì đó, hoặc là kinh tế học đại cương hay bất cứ cái gì đấy, đúng không ạ? Tiếp theo, mình sẽ chọn ra 2 việc mà các em cần phải ưu tiên quan trọng nhất. Mà 2 việc này được đánh giá là quan trọng nhất như nào? Là nếu như tôi mà không làm nó thì tôi không thể đạt được cái điều mà tôi mong muốn trong ngày hôm nay. Cái gì mình cảm thấy thôi thúc cũng phải làm. Được chưa? Tiếp theo đó là các em cần phải tiến hành làm ngay. Được chưa? Hãy hình thành cho mình một cái thói quen ngày chiều ngày tối ngày hôm trước chính là bắt đầu của ngày hôm sau. Được chưa? Hãy viết ra cho chị 10 việc các em cần làm cho ngày hôm sau. Sau đó chọn ra cho chị đánh thứ tự ưu tiên 5 việc quan trọng. Được chưa? 5 việc quan trọng này sẽ được thứ tự ưu tiên trong giờ. Và tiếp tục lấy ra 2 việc cần làm nhất. Thì như thế, chị tin chắc rằng là không bao giờ các em cảm thấy bị gấp gáp trong ngày cả. Được chưa? Và hình thành cái thói quen đấy thì chúng ta cần phải có gì ạ? Lên được kế hoạch này, chúng ta phải là tập thể dục, rồi là chúng ta phải tập để trau dồi thêm kiến thức và có cái sự nghỉ ngơi. Thì như thế chúng ta sẽ đạt được mọi thứ mục tiêu của em mong muốn nhá. Không bao giờ chúng ta cảm thấy là chết rồi, công việc này quá hạn rồi. Đúng không ạ? Vì tất cả những cái việc mà quan trọng chúng ta đã được giải quyết kia rồi, không bao giờ để nó thành khẩn cấp, thì chắc chắn là các em sẽ đạt được mục tiêu được ra. Rồi ạ. Tiếp theo đi ạ. Thomas Edison đã từng nói rằng tôi chưa bao giờ thất bại, chỉ là tôi đã tìm ra 10.000 cách chưa hoạt động của đèn thôi. Các bạn thấy thế nào ạ? Sự thành công đến không bao giờ dễ dàng, mà nó đều phải trải qua rất nhiều thứ thất bại. Và hãy coi rằng mỗi một lần mà mình có sự trải nghiệm để mình đạt những mục tiêu đó, đó là những bài học rút ra kinh nghiệm cho mình. Thomas Edison còn mất 10.000 để tìm ra cái nguyên lý của bóng đèn sáng hiệu quả. Vậy thì tại sao mình không thể mất nhiều thời gian hơn một chút, chỉ là vài lần thôi, để tìm ra những cái phương thức học tập hay là những cái phương thức đạt được mục tiêu tốt nhất? Hãy nhớ, khi mà gặp một bài toán khó hay một bộ môn khó, đừng vội buông xuôi. Và hãy nhớ rằng là các nhà khoa học ngoài kia kìa, người ta còn mất nhiều ngàn lần như mình. Mình chỉ cần chăm chỉ một chút thôi thì mình chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu mình mong muốn. Vậy để có được điều đó thì đầu tiên cần phải tập trung vào những cái điều mà các em cảm thấy tốt đẹp. Ở đây các em hãy cố gắng mỗi một ngày, hãy nghĩ ra xem là điều gì mình cảm thấy tuyệt vời nhất. Và chị cũng có một cái lời khuyên dành cho các em: hãy tìm ra cho mình một cái vật gì đó trên người mà mình luôn luôn đeo theo hàng ngày hay luôn mang theo hàng ngày mà mình cảm thấy rằng điều đó rất may mắn với mình. Ví dụ, chỉ có một cái vòng tay này chẳng hạn. Chỉ có cái vòng tay này mà chị luôn luôn nghĩ rằng đấy là một cái điều kỷ vật may mắn với chị. Tại vì chị mua nó trong cái đợt chị đi công tác trong Đà Nẵng. Thì rất là tình cờ một đồng mua cái vòng rất là thích, đúng màu, gọi là hợp phong thủy với mình. Cái thứ hai là nó còn tròn đúng cái tuổi của mình tại thời điểm đó, mà thấy rất là bất kỳ. Và mỗi một lần mà chị cầm với nó, chị cảm thấy rằng là mình như có một cái gì đó tiếp thêm sức mạnh. Và mỗi một lần mình cứ nghĩ đến nó thì nó lại mang mọi cái điều may mắn cho mình. Vậy thì mỗi một bạn hãy cố gắng thử xem trên người mình có những cái thứ gì mà mình cảm thấy đó là một cái kỷ vật mang lại may mắn cho mình. Ví dụ như em gái có một cái vòng cổ đấy, đúng không ạ? Rất xinh, đúng không? Ai mua trên cái vòng này? Hãy coi rằng cái vòng này sẽ mang lại may mắn cho mình. Thì mẹ luôn lên mình, đúng không? Thì chắc chắn mọi thứ mình sẽ có rất nhiều điều may mắn. Cái thứ hai là các em cần phải nghiêm túc và cam kết với cái mục tiêu của em đặt ra. Vì nếu như các em đặt mục tiêu mà các em không cam kết với cái mục tiêu đó, rồi dần dần các em cũng sẽ không bao giờ cam kết với bất cứ cái việc gì mà mình làm cả. Tôi muốn là tôi sẽ làm được. Ví dụ, khi tôi muốn chinh phục một cô gái thì
Tôi phải có thì bằng được nói đúng không ạ? Đẹp trai không bằng che mặt đúng không em? Hãy cố gắng, hãy cam kết với cái mục tiêu mà mình đã đặt ra để mình sẽ có được nó. Vì nó sẽ hình thành cho em những cái thói quen rất tốt. Là tôi không bao giờ từ bỏ mọi khó khăn. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều những cái khó khăn. Ngay cả bản thân chị, khi chị làm 8 năm ở Misa, chị để lên được vị trí này, chị cũng phải trải qua vô cùng những cái khó khăn và vất vả. Có những lúc chị muốn buông xuôi, chị muốn bỏ cuộc. Tại vì cuộc sống ở trong lúc mà ở giảng đường so với thực tế bên ngoài nó khác nhau vô cùng. Nhưng mà lúc đấy chị lại nghĩ lại, mình chẳng lẽ mình buông xuôi thế này à? Và từ đó chị cố gắng thêm một chút nữa rồi chị sẽ đạt được đấy thành công. Và anh nhớ mình phải trau dồi tất cả kiến thức để mình trang bị và đề phòng tất cả những cái khó khăn đó. Cái thứ hai nữa là các em phải thay đổi linh hoạt để thích ứng với cái hoàn cảnh. Ví dụ khi các em lên ghế trường đại học rồi, các em sống xa nhà đúng không ạ? Suốt 12 năm các em ở với bố mẹ, được bố mẹ đưa đó đi học rồi là chăm bẵm, rất tuyệt vời đúng không? Bao nhiêu bạn ở đây sống xa gia đình, giơ tay chị xem được không? Rất nhiều đúng không ạ? Có thể nhớ nhà không? Hiện tại em lúc này có nhớ nhà không? Có nhớ nhà muốn chạy về về với bố mẹ luôn đúng không? Chị rất hiểu cái cảm giác đấy. Mặc dù thì chị không sống xa nhà, nhà chị ở đây. Nhưng mà cái thời điểm mà nhà chị cách đây tổng khoảng 13 cây. Cái thời điểm lúc bắt đầu chị đi ra nhập trường ấy, nhà gì chị ở ngay gần đây này. Mẹ chị gửi cho chị ra đấy một tháng. Thì lúc mà cái hôm cũng từ trường như thế này, đi ra đấy để tập trung thôi. Ngay lúc đấy mẹ chị ra sắp chị có con xe đạp và cho ra đấy ở một tháng xem thế nào, định ra ở đấy luôn để cho mình đi lại đỡ vất vả. Thì không muốn cho chị đi xe máy vì sợ là đi đường rủi ro gì đó. Mà nhà cách có nửa tiếng thôi. Học xong cái này xong phát, chị đạp xe một mạch phi về luôn. Ôm chầm lấy mẹ. Chị đơn giản chị quá nhớ mẹ, chị ngồi với xài được 3 ngày chị lại nhớ như thế luôn. Các em sẽ, đó là một cái thử thách đầu tiên đối với cái bạn bắt đầu xa nhà. Sẽ rất khó khăn. Phải tự lo cho mình từ miếng cơm, rồi là tự lo cho mình giấc ngủ có đi học muộn hay không, hay lo cho mình tất cả các quan hệ bạn bè này khác, điểm số. Nhưng hãy nhớ rằng đây là một cái bước đi hết sức quan trọng trong cuộc đời các em. Nó có thành công hay không nó nằm ở cái bước này. Hãy nhớ rằng chúng ta phải thích ứng linh hoạt với cái hoàn cảnh khi mà các em xa gia đình. Chúng ta phải có một cái suy nghĩ tích cực. Và hãy nhớ rằng mọi thứ nó sẽ tích cực theo mình nếu như mình tích cực theo nó. Nhớ nhá. Thế thích ứng linh hoạt ra rồi là mình sẽ phải còn phải trau dồi tất cả nhiều kiến thức hơn nữa. Rồi là mình phải tự lo cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Rồi ạ. Tiếp theo đó là gì ạ? Chị cũng muốn chia sẻ với các em một cái bức ảnh mà khiến cho chị cảm thấy nó mang cho chị rất nhiều cảm xúc và rất nhiều động lực. Cái bức ảnh này là cái bức ảnh mà do chủ tịch hội đồng quản trị em Lữ Thành Long ở Misa có chụp ảnh. Các em có nhìn thấy gì ở đây ạ? Một cái bức củi khô thôi đúng không ạ? Tại sao mà nó phải nhú lên vì cái mầm non đó? Có ai có thể tin tưởng được rằng điều đó có thể xảy ra không? Nhưng tại sao nó lại có? Điều đấy để chứng minh rằng trong mọi khó khăn sẽ luôn có những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Và cơ hội sẽ luôn luôn ở bên cạnh các em. Cơ hội ở đây đơn giản là cái bức củi khô này. Chắc chắn bên trong đó vẫn còn sự sống. Và nó sẽ gặp từ những cái thời cơ ví dụ như mưa gió để tạo nên rất tốt để cho nó có thể nhú lên. Vậy thì hãy nhớ rằng trong bản thân các em phải luôn luôn suy nghĩ một cách tích cực và lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng. Buổi sáng dậy hãy nghe cho mình một bài nhạc hay làm cho mình cảm thấy hứng khởi và hãy mỉm cười với ai đó khi mình vừa mới bước chân ra ngoài nhà chẳng hạn, hoặc đến trường nhìn thấy một ai đó cười hãy mỉm cười bạn đấy để giúp cho mình có được nhiều năng lượng hơn. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ nói rằng là em không làm được. Chỉ là em chưa, tạm thời em chưa làm được, em chưa nghĩ ra cách thôi. Rồi cách mọi thứ nó sẽ có cái kết quả và sẽ có cách thức để làm. Hãy nhớ điều đấy cho chị. Điều này hết sức quan trọng các em nhé. Tại vì là năng lượng của các em có đủ cao hay không, nó sẽ quyết định ngày hôm đấy các em liệu có hiệu quả hay không. Tại sao khi ở bên cạnh của bạn nào đó nhiều năng lượng, các em cảm thấy thu hút? Bởi vì mình đang thiếu những cái gì mà mình đã có đúng không ạ? Người ta có những thứ mình không có mà. Nó giống như hai cục nam châm trái dấu đúng không ạ? Nó sẽ hút nhau là như vậy. Cho nên hãy trở thành một người nam châm của người khác. Có đồng ý với chị không? Đồng ý nhá. Từ ngày hôm nay đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng làm sao
sao để mình có một tí nhiều năng lượng nhất, rồi để mình có thể thu hút người khác, hút người khác về phía mình. Chị mong chờ rằng một trong số 500 bạn ngồi đây đến tại hội trường Thăng Long, các em biết ngày bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu? Hội trường Thăng Long ngày bao nhiêu? Mười mấy? Mùng 5 tháng 9 á? Hội trường Thăng Long ngày bao nhiêu nè? Ở đây chưa ai biết hội trường Thăng Long rồi thầy ạ? Hội trường Thăng Long ngày bao nhiêu ạ? 15 tháng 12 đúng không ạ? 15 tháng 12 đúng không thầy? Hội trường Thăng Long sẽ tổ chức trong vòng 2 ngày. Từ ngày thứ gian chị là sinh viên sẽ tổ chức vào ngày 15, ngày 16 tháng 12. Chị mong muốn một trong 500 bạn ngồi đây, một ai đó sẽ đứng lên sân khấu to đấy và trình diễn một cái tiết mục văn nghệ hoặc thể hiện tài năng của mình. Bao nhiêu bạn mong muốn điều đấy ạ? À? Ai mong muốn trở thành người nổi tiếng? Không ai thích ạ? À? Chị sẽ chờ nhá. Để hôm đấy chị sẽ xem, chị sẽ nhờ đến xem rằng trong cái ngày hội trường ngày hôm đấy có bao nhiêu bạn cũng nên tham gia biểu diễn. Và chị tin rất rằng không phải chỉ một mình cánh tay bạn nữa đâu, mà sẽ có rất nhiều thứ. Các em hãy tận hưởng một cơ hội để xem hội trường Thăng Long đi. Các em sẽ thấy là nó tuyệt vời như thế nào nhá. Và chị mong muốn có được điều đấy cũng không được cơ. Tại vì ngày xưa chị có tham gia vào câu lạc bộ nào đâu. Chị không biết rằng tài năng của mình ở đâu cả. Được chưa? Vậy thì chị có cho các em một cái công thức của sự may mắn. Ở đây bao nhiêu bạn nghĩ rằng là trước giờ mình chưa bao giờ may mắn ạ? Ôi nhiều thế à? Ở đây bao nhiêu bạn đã tìm ra cái công thức may mắn cho bản thân mình rồi? Cũng đã có rồi đúng không? Có một cái công thức của sự may mắn, đó chính là cơ hội cộng sự chuẩn bị và sự chăm chỉ. Hãy nhớ cho chị công thức này nhá. Ai chưa có giấy bút hay chưa có gì hãy ghi ra cho chị. May mắn mong là cơ hội cộng sự chuẩn bị và sự chăm chỉ. Cơ hội ở đây nó luôn đầy giấy bên ngoài. Được chưa? Sự chuẩn bị chính là trong bản thân mình. Và sự chăm chỉ cũng là bản thân mình. Chăm chỉ cũng là tạo ra một sự may mắn. Nếu như ở đây bạn nào chưa có cơ hội đọc cuốn sách Bí mật của sự may mắn, hãy về đọc cho chị. Nhưng chị không biết là có bạn nào đã đọc hay chưa, nhưng ít nhiều, rất nhiều ở đây đã từng đi tìm xem bí mật của cái cỏ bốn lá là gì đúng không ạ? Chắc chắn ai cũng đã từng nghe rồi. Và đó là một câu chuyện cổ tích rất hay, nó chứa rất nhiều bài học. Hãy tìm ra cho mình để xem bí mật may mắn ở đâu. Và chị đã tìm được một cái công thức may mắn, một cái bí mật may mắn qua thông qua quyển sách đó. Và chị cũng có tích lũy được qua cái cả quãng trình thời gian chị làm việc nữa để có đưa ra được cái công thức như thế này. Hãy nhớ, may mắn bằng cơ hội cùng sự chuẩn bị bằng sự chăm chỉ. Nếu như các em áp dụng đúng cái công thức này thì các em sẽ đạt được mọi thứ các em mong muốn. Và hãy nhớ rằng là sự may mắn luôn luôn đầy rẫy quanh ta nếu như các em để ý nó một chút, được chưa ạ? Và Bill Gates có từng một câu nói rằng giá trị cẩn mẫn nằm ở chỗ nó tích tụ mầm mống cho những điều may mắn. Càng chăm chỉ bao nhiêu thì tôi càng thấy được sự may mắn bấy nhiêu. Một vị nhân viên thế giới người ta đã từng đưa ra các câu nói đó. Đó là bằng chứng sống đúng không ạ? Và ngay bản thân chị Hiếu đây, chị Hiếu đã có 8 năm ra trường rồi. Và chị cũng khẳng định điều đấy là cực kỳ đúng. Và các em không cần phải sáng tạo ra những cái điều mới mẻ. Hãy học theo của những người thành công. Chắc chắn các em sẽ mọi thứ mà các em mong muốn. Và có một cái nghiên cứu cho rằng thiên tài là do 1% bẩm sinh và 99% do nỗ lực mà có. Chính là Thomas Edison đã từng nói câu đó. Và để mà có được những cái đức tính tốt mà mình đạt được thành công thì đầu tiên các em phải tập trung. Tập trung vào những điều tốt đẹp đó chị. Yeah. Cái thứ hai là phải tăng cường rèn luyện bản thân mình. Thấy chưa? Và cái thứ ba các em phải tự tin bản thân mình. Đừng bao giờ đánh giá bản thân mình thấp. Tại điều đó là một cái điều tệ hại nhất dành cho bản thân mình. Hãy nghĩ rằng mình là một cá thể, không một ai có thể giống mình. Được chưa? Mình có bản sắc riêng của mình và mình tự do thể hiện mọi thứ mà mình thích. Và ở đây môi trường Thăng Long sẽ giúp cho các em đạt được điều đó. Hãy nhớ, chị có trước đây chị không bao giờ chỉ dám đứng trước một hội trường đông như thế này không? Khi còn là sinh viên ấy, hồi đấy lớp chỉ có hơn 30 người thôi. Mỗi lần cô gọi lên bảo chị run lắm. Chị cũng nào nghĩ à, đang có ai bên cạnh đưa chị đi lên. Chị rất sợ điều đấy. Chỉ đơn giản là chị hay thấy những mấy đứa bạn chị nó lên bảng nó cứ run cầm cập nhưng chị sợ. Chị sợ rằng những điểm kém
Nhưng khi mà chị thấy rằng là mình cần tự tin để mình có thể trao đổi trước đám đông như thế này thì thấy mình tự tin hơn rất nhiều và mình phát hiện ra rất nhiều điều tốt đẹp. Các em ở đây rất nhiều người có cái tài năng riêng mà không ai có được, cho nên là hãy tự tin vào bản thân mình có được không ạ? Không bao giờ đánh giá là mình thấp hơn người khác, được chưa? Không, và không cho phép người khác đánh giá mình thấp. Nhưng nếu như không muốn cho ai khác đánh giá mình thấp thì mình phải có được cái điều gì để người khác tôn trọng mình, được chưa? Vậy thì chúng ta phải có một cái bản sắc riêng như chị vừa có nói rồi, và đánh giá bản thân cao bằng một cái hành động hết sức cụ thể, được chưa? Hãy nhớ tất cả những cái điều này. Chắc chắn là trên sách em sẽ đọc rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực tế giống như em thì chắc chỉ có chị thôi và những anh chị khác. Và anh chị khác thì sẽ có những câu chuyện riêng và chị sẽ có những câu chuyện riêng. Vậy thì mình phải bỏ qua tất cả những cái tiêu cực, e dè và tự phê bình bản thân mình, được chưa? Tại vì nếu như các em để cho năng lượng của các em thấp, các em tự đánh giá bản thân mình thấp thì tự các em sẽ thấy rằng là mình sẽ xuống dốc rất là nhanh nhá. Hãy nhớ điều đấy cho chị. Vậy thì có một câu nói cuối cùng chị muốn chia sẻ với các em. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ một bước chân, đó là câu nói của Lão Tử. Câu này để nói cho các em rằng là không có một con đường nào trải dài hoa hồng từ đầu đến cuối mà không bắt đầu từ những bông hồng có gai. Hãy nhớ, khi các em đã có trưởng thành được 19 năm ở đây, không phải tự dưng các em, bố mẹ em sinh em ra em có được, mà các em cũng phải bố mẹ em mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh ra mình, nuôi lớn mình. Từ lúc mình đầy tháng cho đến lúc mình bập bẹ, biết lẫy, biết bò, biết đi, rồi nuôi lớn mình, nó là một cả một cái hành trình. Nếu để các em có được cái thành công ngày hôm nay thì nó phải có cả một quá trình như vậy. Và để có những thành công tiếp theo thì chắc chắn các em phải có cái sự rèn luyện rất nhiều, rất nhiều. Và đây là một cái thời khắc rất là quan trọng đối với tất cả các em. Chị muốn nhắn nhủ với 500 bạn sinh viên rằng các em hãy cố gắng thay đổi bản thân mình đi, được chưa? Hãy học theo kinh nghiệm của những người đi trước để mình có được cái kết quả tốt đẹp. Tại vì nếu như mình mà không cố gắng thì mình sẽ bị tụt hậu. Và nếu một lúc nào đó các em sẽ cầm thầm cảm thấy rất là tiếc nuối cái quãng thời gian trước sao mà mình không cố gắng. Hãy cố gắng mà tiếp nối cho mình một cái quãng thời gian khoa học để học tập, rồi là được rèn luyện bản thân. Và đây là cái quãng thời gian đẹp nhất các em sẽ có được. Thanh xuân sẽ không bao giờ trở lại đâu, nó chỉ qua một lần thôi. Và chị, nếu như chị một điều ước, chị mong ước rằng chị đang có mặt trong một số 500 bạn ngồi tại đây để chị có thể bắt đầu mỗi đời sinh viên của chị ở lại, để chị sẽ biến nó sinh động hơn, đẹp đẽ hơn và đạt được mọi điều tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn em. Xin biết bạn chia sẻ của mình. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Hiếu, và có lẽ các bạn sẽ không từ chối một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa. Xin cảm ơn chia sẻ hết sức sâu sắc và tâm huyết của Hiếu ngày hôm nay đến đây với chúng ta, chương trình tọa đàm của sinh viên của sinh viên K31. Và có một điều mà những người đang trình muốn nhắn ngủi với các bạn rằng là các bạn là sinh viên thân mến, trước mắt các bạn thì giờ đây sẽ là con đường rất là dài và gian nan trong công cuộc kế sách của mình. Và mặc dù mới chỉ nhìn thấy và mặc dù mới chỉ cảm nhận những cái nét thân thiện ban đầu của nhà trường, thì các bạn hãy luôn tin rằng Đại học Thăng Long đã và sẽ luôn xứng đáng là nơi để các bạn đặt niềm tin. Và chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không làm cho các bạn thất vọng.